Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Philadelphia được cập nhật hàng ngày trên đài VVTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu tiên cho biết mã số mới 835 thuộc vùng ngoại ô Philly và thung lũng Lehigh sẽ bắt đầu sau tháng 9. Mã số mới 835 dành cho các khu vực ngoại ô Philadelphia và thung lũng Lehigh có thể được áp dụng sau tháng 9 năm nay. Theo Ủy ban Tiện ích Công cộng Pennsylvania, mã vùng 835 mới đang được đưa vào sử dụng vì nguồn cung cấp số điện thoại còn lại trong các mã vùng 610/484 gần như đã hết. Và ngày sớm nhất mà bất kỳ số 835 mới nào có thể được đưa vào sử dụng, đó là ngày 2 tháng 9 năm 2022. Ban đầu mã vùng mới dự tính sẽ phát hành vào đầu năm 2023. Mã số 610 và 484 phục vụ cư dân và thương nghiệp ở tất cả hoặc một phần khu vực thuộc các quận Bucks, Carbon, Chester, Delaware, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Monroe, Montgomery, Northampton và Schuylkill. Khách hàng sẽ giữ số điện thoại số 10 hoặc là 484 hiện có của họ. Nhưng kể từ ngày 2 tháng 9, cư dân hay thương nghiệp muốn mở số điện thoại mới sẽ được cấp những con số trong mã vùng 835. Đã hơn 20 năm kể từ khi mã số mới cuối cùng được giới thiệu tại khu vực này của Pennsylvania. Đây cũng là lúc những người gọi điện thoại được yêu cầu sử dụng phương thức quay 10 số. Trước đó, dân chúng muốn gọi điện thoại chỉ cần sử dụng 7 chữ số cuối cùng. Ủy ban Tiện ích Công cộng Pennsylvania nói rằng hãy tìm số điện thoại mới bắt đầu bằng mã vùng 835 vì điều này đang được thực hiện. Và bệnh đậu mùa khỉ có thể lan truyền vào mùa khai giảng. Trong lúc những trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ gia tăng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và tại khu vực thuộc 3 tiểu bang Pennsylvania, Delaware, New Jersey, các chuyên gia y tế cho rằng khi sinh viên học sinh chuẩn bị trở lại nhà trường vào mùa thu, căn bệnh này có thể lây nhiễm và lan truyền nhiều hơn. Hôm qua, bác sĩ Delena Wardlaw thuộc hệ thống y tế Temple cho biết cần thực hiện những chính sách và quy định để làm suy giảm sự lây nhiễm của căn bệnh đậu mùa khỉ này. Bà muốn sinh viên học sinh hiểu rằng căn bệnh dễ dàng lây nhiễm khi mọi người ở gần nhau. Vì thế không nên dùng chung bất kỳ vật dụng cá nhân nào và cần tránh tiếp xúc thân cận với bất cứ ai. Nếu nhận ra triệu chứng bị nhiễm bệnh, cần phải nhanh chóng cách ly. Một cư dân tên Larry Jackson, 29 tuổi, ở North Philadelphia, nói rằng từ khi bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, anh phải chịu đựng những triệu chứng đau đớn, bao gồm cả những vết thủy đầu sưng và ngứa ngáy khó chịu trong 8 ngày. Hạch bạch huyết cũng như cổ họng cũng bị sưng, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Vaccine đậu mùa khỉ được cung cấp tại nhiều địa điểm ở Hoa Kỳ. Nhưng bà Jane Franklin, Giám đốc Sở Y tế quận Chester nói rằng, họ chỉ có đủ vaccine tiêm chủng cho những người có nguy cơ lây nhiễm. Một trong số những phương pháp hiệu quả nhất khác để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus này đó là rửa tay. Và tin liên quan đến về những súng đạn thì thưa quý vị, 4 người tử vong vì súng đạn tại Philadelphia. Cuộc khủng hoảng bạo lực súng đạn tại Philadelphia đang vượt qua tỷ lệ giết người kỷ lục của năm 2022, khi cảnh sát được gọi đến nhiều nơi xảy ra những vụ nổ súng gần như chỉ cách nhau một thời gian ngắn trong ngày hôm qua. Có ít nhất 4 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Tính đến thời điểm này tại Philadelphia đã xảy ra 322 vụ giết người trong năm nay.
Thanh tra cảnh sát Face nói rằng, bản tường trình chi tiết cho thấy một người đàn ông bị bắn tử vong bên trong xe hơi trên đại lộ Torresdale và đường Willingham thuộc khu vực Frankfurt. Các nhân chứng nhìn thấy một người từ ghế hành khách loạng choạng bước ra khỏi xe bỏ chạy. Nhà chức trách tin rằng hành khách này đã bắn tài xế. Một khẩu súng được thu hồi tại hiện trường. Một vụ nổ súng khác xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút tối trong chung cư số 3100 trên đường Rower tại Kensington, nơi hai người đàn ông bị bắn. Một trong số hai nạn nhân bị bắn vào vai đã tử vong vì vết thương quá nặng. Người còn lại bị một vết thương do súng bắn vào chân. Trước đó vào khoảng 6 giờ 48 phút, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông 28 tuổi bị bắn nhiều phát vào đầu. Và tại khu nhà số 200 trên đường Zerora ở Germantown, nạn nhân bị bắn ít nhất 4 lần, được đưa vào Bệnh viện Đại học Temple cấp cứu, nhưng đã qua đời. Và một thanh niên 27 tuổi bị bắn chết vào khoảng 6 giờ chiều trong khu nhà số 2800 trên đường North Tenney khi xảy ra xung đột với người nổ súng. Người này có giấy phép sử dụng súng, tự diễn giải là bắn để tự vệ và đang hợp tác với các nhà điều tra. Sang qua bản tin về quyển sách huyền thoại Eagles dạy trẻ em bài học thực tế về cuộc sống. Brian Westbrook là huyền thoại thể thao của Philadelphia, người đã tham dự 8 mùa giải với đội Eagles, trong đó có 2 giải Pro Bowl. Giờ đây thì anh có thêm thành tích khác khi là đồng tác giả với Leslie Van Arder, cùng viết quyển sách thiếu nhi mới có đề tựa là The Mouse Who Played Football. Nội dung nói về sự tự tin, chăm chỉ và kiên trì, không bao giờ cho phép ai đó nhận xét. Bản thân mình có thể hay không có thể làm một điều gì đó, ngược lại phải tin vào chính mình. Những điều này rút ra từ một điểm tương đồng với câu chuyện đời chính là của Westbrook. Có chiều cao là 5'10", chỉ nặng hơn 200 pounds. Westbrook không phải là người nhỏ bé nhất, nhưng chắc chắn cũng không phải là người cao lớn nhất trên sân cỏ. Nhưng tài năng và sự cống hiến của Westbrook cho sự nghiệp thể thao đã giúp cho anh thống trị tại Villanova và đội Eagles. Anh cùng với Van Arel bắt đầu hợp tác viết quyển sách từ 2 năm trước. Họ đều có gia đình và con nhỏ, nên tin rằng đây là câu chuyện khích lệ trẻ em mà các bậc cha mẹ đều mong muốn có. Chỉ trong 2 ngày, những sách trên Amazon đã bán hết. Họ dự tính xuất bản thêm và sách này cũng được bán tại nhà sách Barnes & Noble và phòng báo chí tại Đại học Temple. Và sau cùng, tin cho biết hai giáo viên và chương trình đại lộ Afro-Mansion tại West Philly. Niềm vui dâng cao lan tỏa khắp nơi khi cô Kristen Kelly và cô Brittany Jennings, hai giáo viên của trường Philadelphia, đồng thời cũng là hai nhà sáng lập Brown, cùng đứng đằng sau kế hoạch có tên gọi là Đại lộ Afro-Mansion, một tập hợp những biển báo tích cực trên đường phố nhằm nâng cao tinh thần của cộng đồng. Công việc của họ được sự hỗ trợ của chương trình nghệ thuật hội họa Philadelphia, một chương trình hợp tác với nghệ sĩ Donna Craze và tổ chức phi lợi nhuận Yale Philly để đưa ra một con đường an toàn cho giới trẻ thể hiện bản thân. Và đây là một trong số nhiều nỗ lực tiếp tục chống lại bạo lực. Họ cho biết ý tưởng này ra đời sau cái chết của George Floyd, ban đầu khi cùng các học sinh làm việc để giải tỏa những bất ổn đã xảy ra. Họ nghĩ đến việc thực hiện một quyển sách để kỷ niệm và xác định niềm vui của người da đen. Giờ đây ý tưởng của họ không chỉ gói trọn trong 4 bức tường lớp học mà đã phát triển ra ngoài xã hội. Cô Christine Kelly cho biết có khoảng 15 biển báo được đặt một cách chiến lược chung quanh West Philadelphia tại công viên Malcolm X, nơi được xem là khu vực quan trọng của các sự kiện văn hóa. Những biển báo cũng sẽ được đặt tại Laura Sims Skate House, sân trượt băng đầu tiên do một người Mỹ gốc châu Phi thiết kế. Và hành lang đường 52 còn được gọi là phố Warden. Tất cả những điều nói trên vẫn còn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Brittany Jennings và Christine Kelly đang phát họa và suy nghĩ xem 15 biển báo này nên được thực hiện như thế nào. Cô Brittany Jennings cũng cho biết thêm,
Mỗi tấm biển báo là một lời nhắc nhở rằng lịch sử của mọi người không thể bị xóa bỏ. Họ không nên bỏ quên bản thân, cũng đừng để người khác quên họ. Họ muốn mọi người vui vẻ, tận dụng nhân quyền và nhận ra mục đích của đời sống khi nhìn thấy những biển báo đầy những tư duy tích cực. Và họ muốn những biển báo sẽ xuất hiện vào mùa thu năm nay. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị những tin tức liên quan đến địa phương. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị luôn được bình an và mạnh khỏe. Thân ái kính chào.